Hello, xin chào mọi người. Tôi là Leon Lê. Xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Jam của kênh 14. Liên Minh Phát xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Jam của kênh 14. Xin chào quý vị khán giả đang xem Jam trên kênh 14. Mình là Isaac. Và chào mừng mọi người đến với buổi giao lưu của bộ phim Sông Lan ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ trả lời được thật nhiều câu hỏi của mọi người liên quan đến bộ phim nhé. Xin chào bộ ba rất là đẹp trai của phim Sông Lan. Thì không biết ba anh có thể tự giới thiệu ngắn gọn vai trò của mình trong bộ phim Sông Lan lần này là gì cho khán giả biết. Ok. Leon Lê, vai trò là biên kịch và đạo diễn của bộ phim Sông Lan. Phát là một diễn viên của phim, cũng là một trong hai diễn viên chính cùng với lại anh Isaac. Đóng vai gì? Đóng vai Dũng Thiên Lôi. Thì Phát là vai chính và vai của Isaac là vai thứ chính. Thì vai diễn của Isaac là một kép hát cải lương, đây là Linh Phụng. Thì không biết là thời điểm này thì bộ phim đã chính thức công chiếu rồi, thì không mỗi người các anh có cảm giác như thế nào khi mà bộ phim đã ra rạp? Mình cảm thấy là đang tự hào, phấn khích hay là còn điều gì lo lắng không? Cái này chắc phải để xong phải để cho Leon trả lời nha, là đứa con tinh thần của Leon. Đúng rồi. Thật ra bây giờ thì vẫn còn đang rất là hồi hộp, lo lắng, là vì mình vẫn chưa biết là cái kết quả nó sẽ như thế nào, phim sẽ được trụ ở rạp bao nhiêu thời gian nữa, và có thu hồi được về kinh phí về cho đầu tư hay không. Về việc mà cái phần nghệ thuật, mình biết là mình đã đặt hết tâm sức vô cái bộ phim rồi, thành ra mình biết là mình không thể gọi là tự trách mình nữa, thành ra tất cả phải chờ xem cái kết quả của khán giả phản ứng với bộ phim như thế nào thôi. Còn Phát với lại Isaac, Phát thì đây là vai diễn đầu tiên mà Phát được tham gia ở lĩnh vực phim điện ảnh, cho nên là chắc chắn là sẽ không tránh khỏi những cái thiếu sót, những cái kỹ năng. Tại vì thí dụ những người diễn viên họ đã gạo cội được, đôi khi họ còn phải có những cái lỗi nhỏ đó, thì huống hồ chi mình là một người mới. Cho nên khi mà quay xong phim này rồi thì Phát có cảm giác là mình vẫn cảm thấy là mong muốn là mình được làm tốt hơn cái chuyện đó. Và cho nên bây giờ thì phim cũng đã lên rồi, thì với mong muốn hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ phim nhiều hơn, cũng như là có một cái ấn tượng gì đó đối với phim Sông Lan. Riêng bản thân của Isaac thì thú thật là khi tham gia vào vai diễn này thì Isaac phải hát cái lương nữa, cho nên thực ra mà nói là nếu mà về diễn xuất không á thì thực ra nó sẽ không gáp được nhiều cho Isaac đâu, nhưng mà hát cái lương nữa thì sau khi bộ phim ra mắt khán giả rồi thì thú thật là lúc mà luyện tập tới lúc quay luôn á, và quay xong rồi Isaac vẫn cảm thấy là mình vẫn chưa hài lòng lắm với những gì mình thể hiện trên phim ảnh, và mình có thể làm tốt hơn nữa. Đó là cảm giác lúc nào của Isaac cũng như vậy khi mà hoàn thành xong một cái dáng nào đó. Nên thực sự mà nói rằng là mặc dù là nhận được rất là nhiều lời động viên của mọi người, nhưng mà Isaac biết rằng là nếu như có cơ hội Isaac có thể làm tốt hơn nữa, và cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Sông Lan. Thế thì câu hỏi đầu tiên xin được dành cho anh Leon. Không biết là tại sao anh lại chọn... Câu hỏi chọn... thứ hai rồi. Trời ơi, quá trời câu rồi, câu đầu tiên. Câu đầu tiên. Nãy là cực... kêu là mọi người nhận xét mà đâu có hỏi okay, đâu. Rồi, câu hỏi đầu tiên rồi. Vậy đi. Câu hỏi đầu tiên thứ ba. Cứ cộng dồn lên vậy đó. Thì anh Leon không biết tại sao lại anh lại chọn cái chủ đề cho bộ phim đầu tay mình đạo diễn là cải lương. Thì tại vì bản thân anh là một Việt kiều, thì mọi người đều biết là người Việt kiều, thì khi mà người ta nhắc đến Việt kiều, người ta sẽ có một cái nhận định là người Việt kiều thì sẽ chắc không hiểu hết về văn hóa, những cái văn hóa truyền thống của Việt Nam đâu. Thì sao anh lại dám liều lĩnh chọn cái chủ đề này cho một bộ phim đầu tay của mình? Sai lầm hả? Việt kiều mà thích ăn hủ tiếu nha, nước mắm mà. Thật ra khi mà Leon rời Việt Nam thì cũng đã 13 tuổi rồi, thì cái tuổi đó cũng không phải là còn quá nhỏ. Mà thật ra cái tuổi đó là rất là dễ ấn tượng, và những cái gì mà nó đã ghi vào đầu mình thì nó rất là khó phai nhòa, nhất là khi mà cải lương là một cái bộ môn mà Leon rất là mê, rất là đam mê từ hồi nhỏ, luôn luôn mơ ước một ngày nào đó mình được trở về Việt Nam và làm một cái dự án gì đó mà có dính đến cải lương, và khi mà quyết định là thực hiện một bộ phim á, thì cái việc mà đưa cải lương vào bộ phim là việc đương nhiên là mình muốn làm. Tại vì thật sự ra để làm một bộ phim rất là khó, thành ra mình không biết là cái cơ hội để mà tương lai mình làm được những bộ phim nó có nhiều hay không, hay là không biết là nó có hay không nữa. Thành ra việc trước nhất là nếu mà đã có cơ hội là phải bỏ vô liền. Thành ra đó là quyết định, không phải là một cái điều gì mà phải băn khoăn khi mà
quyết định làm Sông Lan? Thật ra mọi người cũng chưa biết được một cái bí mật mà sau này Isaac mới biết được, đó chính là cái nhân vật Linh Phụng qua Isaac đóng. Thật ra là Leon viết dựa trên cái niềm đam mê cải lương của Leon. Có nghĩa là nhân vật Isaac là một nhân vật có một cái niềm đam mê cải lương từ lúc nhỏ, cho nên là bất chấp mọi thứ, và anh ta đam mê tới nỗi là mình phải vượt qua cái vòng định kiến của cha mẹ về cái nghề này để làm sao được trở thành một cái hát cải lương. Và sau đó ta có những cái kỷ niệm mà về cải lương, ví dụ như lúc nhỏ anh ta được đào cánh gà, lượm những cái hàm mắt gà hay sao đó, là thực sự là Isaac mới biết được, mà một người khác kể chứ là không có kể cho Isaac, là đó là cái kỷ niệm của Leon lúc Leon còn nhỏ. Thực sự phải nói rằng là Isaac, nếu như vậy thì mà đem cái cải lương này lên phim thì chắc chắn là Leon phải làm cho bộ phim đầu tay của mình. Nó đam mê rất lớn của Leon. Nghe Isaac kể như vậy thì có vẻ như là cái nhân vật này giống như là Leon viết về mình. Như vậy thì tại sao anh không có là cái option là tự mình đóng luôn? Tại vì sao anh cũng đã từng đóng một số phim Việt Nam như là Để Mê Tín nè, với là anh làm một. Tại Linh Phụng là tuổi nhí nhố, mình già quá rồi mình đóng không nổi. Không nói đùa chứ, tại sao mình không đủ tự tin để mà làm hai cái vai trò quá lớn ở trong cái bộ phim đầu tay. Mình muốn là mình tập trung vô một cái thôi, đó là chèo chống cái project, cái dự án này. Nếu mà mình bị phân tâm nữa về cái vai trò diễn xuất đó, thì mình sẽ không có làm tốt được, và nó sẽ bị dở dang cả hai vai trò. Nếu vậy thì cơ duyên nào đã đưa cái bộ phim này của anh đến với chị Ngô Thanh Vân để mà chị ấy đứng ra là làm người sản xuất? Ngô Thanh Vân là người sản xuất cuối cùng mà Leon đưa cái dự án này đến chào. Trước đó Leon đã đưa dự án Sông Lan tới gần như là tất cả những producers lớn nhất của Việt Nam và đều bị từ chối. Cho dù phần lớn đều thấy đây là một kịch bản tốt và rất là thú vị, tại vì chưa có người nào làm, nhưng mà chính vì điều đấy mà họ cũng không muốn là người đầu tiên làm. Và rất là bất ngờ khi mà Leon quyết định đưa cho Ngô Thanh Vân. Trong vòng 2 ngày Vân trở lại và Vân nói rằng Vân sẽ làm Sông Lan. Và một điều quan trọng hơn nữa là Vân hứa là sẽ không nhúng tay vào kịch bản hoặc là cái artistic vision của cái bộ phim. Và Vân đã giữ lời hứa đó cho tới khi mà phim hoàn thành. 90% giữ lời hứa đó 90%. Vậy thì anh mất bao lâu để mà từ lúc mà anh bắt đầu đi tìm những nhà sản xuất đầu tiên, thì anh mất bao lâu để mà tìm được đến với chị Ngô Thanh Vân? Tổng cộng cũng mất khoảng 1 năm. Leon về Việt Nam để quyết tâm làm được cái dự án Sông Lan, cho đến nay đúng tròn 2 năm. Thì chỉ cái việc mà đi kiếm đầu tư không là mất hết 1 năm. Thì trước cái ngày công chiếu, chị Ngô Thanh Vân cũng có đăng một cái post trên Facebook chị, là chị nói là anh Leon chính là một cơn ác mộng của chị. Và khi vì anh quá kỹ tính trong nghệ thuật, kỹ còn hơn chị thừa nhận như vậy, cho nên là trong quá trình hợp tác hai người đã không có được những cái điểm đồng nhất, và chị nói là trong thời gian hiện tại sắp tới chị không muốn hợp tác với anh nữa. Thì không biết là anh đọc cái đó anh có cảm giác gì? Câu này là ở trên Facebook của Ngô Thanh Vân hay là trên Facebook của Isaac? Của Ngô Thanh Vân. Nghe giống cái này, nếu mà Isaac đăng câu này thì nó cũng rất là hợp lý luôn, nó cũng rất là dễ tin. Thành ra hay là hai người share cái status này không? Hề, Isaac không biết cái gì thôi. Isaac viết dùng Ngô Thanh Vân, xong Ngô Thanh Vân thì vậy. Có vẻ giống như là hình như là anh Leon không được lòng tất cả mọi người ở trong đoàn phim. Thật ra mình không quan tâm đến chuyện mình được lòng tất cả mọi người, tại vì không thể nào mình được lòng tất cả mọi người. Và trong nghệ thuật, nếu mà mình cái mục đích của mình là được lòng mọi người thì mình sẽ không bao giờ làm được cái điều đấy. Vì nếu mà Leon muốn là chiều lòng mọi người thì Leon phải chiều khán giả, và chiều khán giả thì cái bộ phim nó sẽ không có một cái định hướng gì cả, mỗi người muốn một chút, phải không? Và điều đó cũng apply vô trong sản xuất. Nếu mà Leon muốn chiều sản xuất này muốn tí này tí này kia thì cái phim nó sẽ thành là một cái lẩu thập cẩm. Thành ra trong nghệ thuật Leon nghĩ là cần một cái sự quyết đoán nhưng cũng có cái sự linh hoạt và lắng nghe, nhưng mà mình cũng phải tin tưởng cái hướng đi của mình để mình không có bị lung lay. Thì Leon nghĩ rằng chắc chắn là đối với những đối tác mà nghĩ rằng mà thấy Leon làm việc khó khăn hay là quyết đoán gì đấy, thì có thể là họ quen với một cái phong cách làm việc dễ dãi hơn, thì mình sẽ không bao giờ làm việc dễ dãi hơn.
Thành ra nếu mà là mà không hợp với nhau thì cũng là một việc dễ hiểu. Phải không Isaac? Yeah. Isaac hiểu điều này không rất là rõ. Hơi căng thẳng rồi. Nhưng mà sống thì rất là dễ dãi. Ủa, nếu vậy có phải thì nếu trực tiếp đáp lại ý kiến của chị Quân Thanh Vân như lúc nãy em hỏi ấy, thì anh Leon có ý kiến gì khi mà chị Vân nói là vì anh quá khó tính, không tìm được tiếng nói chung với chị cho nên là sắp tới chị không muốn hợp tác với đạo diễn Leon nữa? Cái đó là ý kiến của Ngô Thanh Vân thôi, phải không? Còn ý kiến của Leon mà để phản hồi đó thì Leon vẫn yêu quý Ngô Thanh Vân trong tinh thần một người bạn. Còn dưới cái cương vị đạo diễn và producers thì nó đòi hỏi, đó là công việc, thì nó đòi hỏi những cái phải hợp gu với nhau. Thì có thể là Ngô Thanh Vân chỉ nói là hiện tại không có những cái dự án nào mà hợp thôi. Chứ không phải là Ngô Thanh Vân nói là tôi không bao giờ muốn làm việc với Leon Lê nữa. Phải không? Thành ra mình phải đọc sâu vô cái câu đó hoặc là để cho mình bớt đau. Vậy thì trả lời quá hậu quá. Không biết là cái việc mà bên công ty của chị Ngô Thanh Vân tham gia sản xuất bộ phim này thì ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm đến cái dự án của anh? Chẳng hạn như có phải là vì VA Studio 68 là đơn vị sản xuất mà anh Isaac là được đưa vào cái option đóng vai chính không? Rất là nhiều người nghĩ như thế và chính Leon cũng nghĩ như thế khi mà Ngô Thanh Vân đưa ra một cái list diễn viên để Leon tham khảo lúc đầu tiên thì Isaac nằm trong cái list đấy, và nhưng mà Isaac không phải là cái tên duy nhất nằm trong cái list đó. Và lúc đó Leon đã xác định ngay lập tức là nếu mà Leon bị ép phải chọn một diễn viên nào, không chỉ Isaac mà bị ép chọn diễn viên cho cái dự án này, thì Leon sẽ từ chối không tham gia. Tại vì mình đã xác định cái bộ phim này là một bộ phim thiên về nghệ thuật thì mình không thể nào mà bị chi phối bởi ngôi sao. Nhưng mà sau một cái quá trình casting mà vẫn chưa tìm được một nhân vật nào cho đúng với cái hình tượng của Linh Phụng mà mình có trong đầu, thì Leon mới bằng lòng gặp Isaac để nói chuyện. Sai. Anh gặp em là để cast để cho cái vai Dũng. Để gặp Dũng cho Dũng. Đúng rồi. Casting cho Dũng trước. Xong rồi mình gặp Isaac thì mình thấy nó cũng khá thú vị hơn là mình suy nghĩ lúc ban đầu. Lúc ban đầu mình không có cho điểm cao lắm. Thú vị như thế nào anh? Sao thấy thông minh quá đó, kiểu vậy đó. Đúng là thông minh hơn mình tưởng tượng. Leon thì bản thân Leon không ấn tượng với cái hình tượng soái ca. Không riêng gì Isaac mà cái chung chung, Leon không có ấn tượng với cái. Nhưng vấn đề là em không có tự phong nha. Cái tư tưởng soái ca. Không tự phong mà suốt ngày em đẹp trai, em đẹp trai, tôi đẹp trai nhất. Thì đẹp trai hay đẹp trai, vấn đề đẹp trai không phải soái ca là người ta kêu đó chứ mình không tự kêu mình, đúng không? Nhưng mà cái hình tượng soái ca đối với Leon là nó luôn luôn không có cá tính, phải không? Nó không đời, nó không phải thật, nó chỉ là lúc nào cũng phải cool, phải chill, mà khi mà lúc nào cũng cool chill thì làm sao mà có cá tính được? Tại vì không thể bộc lộ, lúc nào mình cũng phải giữ một cái hình tượng thì đấy, thì không thể nào mà bộc lộ cá tính được. Và đó là cái gọi là cái impression là cái gì? Cái ấn tượng của Leon qua những cái hình ảnh của Isaac trên music video, tại vì mình chưa bao giờ mình gặp ở ngoài. Mình chỉ có thấy những hình ảnh thôi, thì lúc nào cũng xoáy ca sáng loáng. Anh nên học tiếng Việt nhiều chút đi, anh đang ở Việt Nam lâu lắm rồi đó. Sáng loáng, bóng bẩy. Thì mình nói chết cha này không giống Dũng mà cũng không giống Linh Phụng. Nhưng mà sau mình gặp thì mình thấy anh chàng này cũng thứ nhất là có sự thông minh, có chiều sâu. Thì mình mới mời vào casting. Thì khi mà sau casting thì mình lại thấy anh này có rất là nhiều điểm tương đồng với nhân vật Linh Phụng. Thì mình mới nói là ok, Isaac diễn thử vai Linh Phụng thêm. Thì chứ không phải kiếm quà không Linh Phụng mà ép em đóng dài đó. Kiếm quà không được thì thôi, kẻ này cũng tạm được, hơi lấy đại. Vấn đề là kiếm hoài không ra Linh Phụng, cho nên bắt buộc ép Isaac đóng vai Linh Phụng mà Isaac không có chuẩn bị tâm lý cho cái vai này. Isaac chỉ nghĩ là mình sẽ đóng một vai hàng giang hồ, cạo đầu rồi sau đó là chỉ tập gym cho nó bự lên rồi đóng vai cái này thôi. Nhưng mà sau đấy là kiếm hoài không ra Linh Phụng là bởi vì Leon nói là bây giờ phải kiếm được một cái diễn viên làm sao mà diễn lúc diễn á, thì phải diễn lên kiểu điện ảnh. Nhưng mà lúc mà hát cả lương thì phải đặt kiểu hát cả lương. Phải cân bằng được hai cái. Yeah. Nhưng mà lúc thì chú ông Leon cũng cast diễn viên bình thường á, thì họ không hát được cả lương.
Nhưng mà tới lúc mà cast mà diễn viên cải lương chuyên nghiệp á thì họ lại diễn thoại bị cải lương cho nên không có thoại với xã hội được. Cuối cùng lại Isaac bị ép vào cái vai Linh Phụng. Thì thực ra phải nói mình Isaac là có thể làm được hai cái điều đó thôi. Không phải. Không phải, vấn đề là Isaac không biết Leon thấy gì về Isaac cho phải hỏi riêng Leon. Nhưng mà để nhận cái vai này thì Isaac bắt buộc là phải học cải lương cắt tóc, mà thực sự nó là một cái điều rất kinh khủng đối với Isaac khi mà tham gia bộ phim này, và rất là khó. Thì mọi người cũng hay nói với nhau là Isaac rất là kén phim, rất là nhiều phim mà Isaac mà sao không chịu đóng. Nhưng cuối cùng thì Isaac lại đóng một vai rất là khác biệt với hình tượng của Isaac ngoài đời, mà còn là có tình cảm với một người con trai khác. Thì không biết là Isaac có sợ là mình đóng phim này xong mình sẽ bị ảnh hưởng đến hình tượng, người ta cũng nghĩ mình là gay không? Thật ra là nếu mà sợ thì Isaac không bao giờ nhận. Tính mình là không, Isaac là quyết đoán, đã không thích là không nhận, chứ không có kiểu mình như vậy. Và một trong những cái điều mà Isaac thấy mâu thuẫn với bản thân mình đó, đó chính là những cái gì mà Isaac cảm thấy nó càng khó và nó mình chưa bao giờ làm á, thì nó thường kích thích Isaac bắt buộc phải nhận ngay lập tức. Có nghĩa là mình muốn trải nghiệm cái điều đó. Bởi vì đối với Isaac làm nghề á, không phải là mình cứ làm một cái gì đó an toàn, tiếp tục mình làm. Một quan trọng là mình có cơ hội được mình trải nghiệm những cái gì mình chưa từng làm. Thì thực ra là khi lần đầu tiên mà đọc cái kịch bản Sông Lan của Leon mà chị Vân gửi qua đó, thì khi mà khép lại cái trang cuối cùng á, Isaac đã khóc thật sự. Rất là cảm động. Nhìn như vậy nhưng mà cũng có trái tim đó. Không mà ai mà có trái tim. Nhưng mà Isaac khóc không phải vì cái vai Linh Phụng của Isaac. Lúc đó Isaac vẫn chưa nghĩ là mình vào vai Linh Phụng, mà Isaac khóc vì cái vai của Dũng. Những cái cảnh mà Dũng phải trải qua, những cái sự cô đơn và đau đớn trong tâm hồn của mình, và đặc biệt là cái cảm xúc giữa Dũng và mẹ của Dũng á, là chạm Isaac rất là mạnh. Bởi vì Isaac có một cái mối quan hệ cũng như là một cái connection rất là mạnh với mẹ của mình. Và lúc nào mẹ cũng là người mà Isaac tâm sự nhiều đó. Cho nên Isaac cảm nhận rõ cảm giác của Dũng. Thì đó là lý do vì sao mà Isaac nhận dự án của Sông Lan. Nhưng mà cuối cùng trời xui đất khiến sao lại phải đóng như Linh Phụng. Và cái vai đó là một cái vai mà thực sự Isaac thấy là nó hầu như nó không giống bất cứ gì mà Isaac tưởng tượng hết. Tại vì bắt buộc đóng cái vai này, Isaac phải bắt đầu tập cách nói chuyện, tất cả mọi thứ mình nó mềm mỏng hơn. Mà trong lúc quay á, Leon cũng bắt Isaac phải làm sao thả lỏng nhiều hơn nữa để ra được cái cảm giác của một kép hát cải lương. Thì bởi vì họ có những cái động tác đi đứng nói chuyện này nọ, họ cũng phải mềm mại hơn người khác, phải bỏ cái xoáy ca đi đó. Yeah. Cho nên là Isaac nghĩ rằng là đây là một cái duyên rất lớn, và một trong những lý do mà Isaac quyết định tham gia phim này, bởi vì nó cho Isaac sự kích thích và tò mò. Vậy còn Liên Bỉnh Phát thì sao? Không biết là cái cơ duyên, cơ hội nào đã đưa Phát đến với bộ phim này và còn là một vai chính? Thì Phát cũng có chia sẻ cho những cái trang thông tin khác, đó là cái cơ duyên mà Phát đến với phim thì vào một cái buổi trưa đang được ngồi mời ăn. Đóng thôi đúng không? No. Mời lên casting. Thì bên ekip của phim có mời Phát lên casting. Thì sau này mới mãi được biết là tại sao mà họ biết đến mình. Thì cũng trước đó Phát có tham gia cái chương trình truyền hình thực tế, đó là cái chương trình Be The Man của bên BFD. Thì mọi người biết Phát qua chương trình đó thì mọi người mới mời lên, tại vì họ nghĩ là có thể là sẽ phù hợp với nhân vật. Cái đó là Phát suy nghĩ về họ như vậy thôi, còn mấy người nghĩ sao thì mình biết nha. Thì casting, cái quá trình casting nó cũng không có suôn sẻ lắm. Tại vì khi mà được mời lên casting thì mình đã mừng rồi. Tại vì nào giờ mình thấy là thường là những cái thông tin casting là thấy họ đăng lên mạng, rồi mình sẽ xem là những cái vai nào hợp với mình tự động mình đăng ký, mình nộp profile để mình casting. Lần này mình được gọi tận số điện thoại để mời lên casting luôn. Wow, vinh dự quá, cảm thấy vui cái đã, cứ lên làm hết mình còn được tính sau. Đó, thì lên cast 1-2 vòng đầu, xong là về im ru, không có thông tin tín hiệu gì từ bên phía ekip hết. Thì cũng không có suy nghĩ nhiều, nghĩ là chắc là cũng không có đặt hy vọng hay cái hy vọng nhiều. Tại vì đôi khi casting biết bao nhiêu người, cả trăm cả ngàn người mà đâu phải một mình. Cho đến bẵng đi khoảng mấy tháng sau, nhận được mail feedback từ bên của ekip bảo là mời lên cast những cái vòng tiếp theo. Lúc đó cảm thấy năng lượng tràn trề, wow, có hy vọng rồi. Có nghĩa là giống như mình thi hoa hậu mà vô từng vòng rồi đó, vô được những vòng sau là cũng thấy có hy vọng. Xong bắt đầu lên cast những vòng sau đó nữa thì mình cảm thấy là mình rất là có tự tin, kiểu giống như là mình đã được vào vòng trong rồi. Thì nhưng mà tới cái vòng mà gần cuối, khi mà được biết là lên cast với lại rap với lại Isaac, thì lúc đó tự động ta cảm thấy là hơi ở nhà là hơi cảm thấy hơi lo lắng, hơi kiểu lo lắng một tí. Thì không biết là cast với anh này ảnh là ngôi sao, thì mình cast được mình sợ mình làm mất thời gian của ảnh, thì ảnh có khó chịu hay không không biết đó. Lúc đó thì ở nhà khi anh mà đâu có làm gì đâu bác. Xong cái lên cast thì rất là khớp luôn. Ngày hôm đó cast vòng đầu tiên cast rất là khớp, xong cũng có xin lại được cast lần 2, lần 3 vậy đó, chung buổi hôm đó luôn. Nhưng mà tại vì hôm đó Isaac đẹp trai mà đơ quá,
hả? Sau cái buổi đó em không có thật cảm giác với anh chàng này hết. Anh buổi đó cast với phát xong là Zach muốn nói Leon là anh này đẹp trai thật nhưng mà anh đơ quá, khớp lắm đâu có làm được gì nhưng đâu. Mà sau này mới biết tại sao đơ là tại vì gặp Isaac bị khớp. Đó, xong bắt đầu là tại vì cũng không muốn cắt nữa nhưng mà tại vì vẫn còn nhiều ứng viên phía sau nữa, mình đâu có thời gian, họ đâu dành nhiều thời gian cho mình đâu. Thì thôi ok, ra về với một cái tâm thế rất là buồn bã và cảm thấy là thôi. Tưởng rớt đúng không? Đó, đến đây là chắc là xong rồi, coi như thôi đó cũng là một cái trải nghiệm cho mình. Tại vì nào giờ mình đi casting thí dụ không có nhiều nhưng mà nào giờ đi cast có một lần xong là dễ mất tiêu luôn. Lần này được vô tới nhiều vòng như vậy rồi, đó cũng là một cái trải nghiệm cho mình rồi. Cũng không có đặt nhiều hy vọng. Nhưng mà khi mà về nhà được thông báo đậu thì cảm giác cũng giống như nó tưởng đang nằm mơ, là đang ngủ thức gì thì nhận được điện thoại. Không tin luôn. Nhắn Facebook. Đó, anh đã nhắn Facebook nhưng mà cái bên sản xuất thì gọi Dung á. Dung lúc đó gọi điện thoại báo. Không tin luôn. Vậy thì Phát có hỏi anh Leon hay là ai là tại sao lại mình được nhận không? Vậy bây giờ trả lời luôn đây nè. Leon luôn. Hỏi đây thôi, đây là người quyết định mà. Nói chung không ai được quyết định trong phim này ngoại trừ Leon hết. Vô cái phòng casting á, nhiều người hỏi ủa sao có mình anh vậy? Họ tưởng là cái phim này phim giả. Nên, ủa anh là người quyết định mà, anh đâu cần ai ngồi cạnh anh đâu. Không có báo chí, không có dàn người ngồi đằng sau bàn để, tại vì mình không muốn tạo cho diễn viên cái sự áp lực mà không cần thiết. Mình muốn bảo vệ diễn viên để mà họ làm được tốt nhất. Nhưng mà lý do mà tại sao Leon chọn Phát à? Tại vì Phát có đầy đủ những cái mà cái hình ảnh và cái sự diễn xuất nó mộc mạc, nó chưa có bị hư. Như là đa số những cái bạn các bạn mà vào diễn cho mình thấy cái sự kỹ năng nó lấn át, nó không cảm còn xúc. Cái sự ngây thơ của một người chưa là cái sự chân thật cái đúng không? Đúng rồi, nó mất cái sự chân thật rồi, nó bị kỹ năng quá rồi. Mà còn với Phát thì cái điều đó là nó lại một điều lợi là vì Phát chưa bao giờ tham gia nhiều. À, và chính vì điều đó mà mình cảm thấy như mình tìm kiếm được một cái mình phát hiện được một cái nhân tố mới. Thật ra thì tham gia phim này Isaac cũng cảm thấy nó khác nhiều thứ lắm, bởi vì đối với Leon á, thì Leon đòi hỏi một sự chân thật trong diễn xuất rất là nhiều. Cho nên thực sự khi mà tham gia cái phim này Isaac phải thay đổi rất là nhiều nhận thức về cái diễn xuất của mình á, và học được rất là nhiều. Và làm sao mà nó phải cho mọi người thấy cái sự đời của nhân vật trong cái phim này chứ thực sự không phải là diễn. Mà ý Leon là bởi vì Leon cast rất là nhiều diễn viên rồi và đa số là họ bị bài bản quá. Cho nên cái diễn xuất của họ nó bị diễn chứ thực sự nó không phải là đến từ cái sự chân thật của nhân vật. Đó là lý do vì sao mà Isaac nghĩ là Isaac với Phát được chọn, thực ra hai người này cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Cho nên cái sự diễn xuất dù gì, mặc dù Isaac nghĩ là nó còn nhiều khuyết điểm đó, nhưng mà nó còn được cái là có thể bẻ được, Leon có thể bẻ được theo ý mình để làm sao mà ra được cái cảm xúc chân thật nhất. Nãy em cũng có nghe Phát nói là ở trên trường quay Isaac với lại Leon hay cãi nhau lắm, thì không biết là cụ thể là như thế nào. Em đâu có nói đâu, thọ thấy mà. Một điều nữa là đi mình Phát rất là nhiều chuyện. Chính xác, có giống như là đi cái lo phóng thanh của phường ấy. Đập ai cũng kể cho. Nhưng mà thật sự là cái chuyện mà anh với lại anh Leon hay cãi nhau là như thế nào, vì vấn đề gì? Anh nghĩ là bản thân anh thôi, thì anh là một người vẫn còn cái máu gọi là ngôi sao. Đúng là như vậy, định kiếm cái từ khác lấp liếm nhưng mà thôi kệ, chỉ kiếm cái từ là trong đây, trong mắt này không có ngôi sao. Thì khi mà anh làm việc thì đôi khi anh vẫn muốn có cái chính kiến riêng của mình á. Cho nên là anh thường làm cảm giác đôi khi là mình cảm thấy hơi, những lúc mình dễ chịu thì không nói, nhưng mà những lúc mình mệt mỏi trong người á, thì khi mà mình bị ta push á, ta thúc mình á, Isaac cảm thấy rất là bực, và thường Isaac sẽ phản kháng lại lập tức. Đó là những lúc mình không kiềm chế được thì sẽ có những cái cãi vã với Leon, bởi vì bản thân Isaac nghĩ rằng là mình cũng có những cái chính kiến riêng trong đầu mình khi mình đọc một cái nhân vật, và nó cũng xuất hiện trong đầu mình là nhân vật này nó sẽ thế nào, họ sẽ phấn ra sao. Nhưng mà đối với Leon thì Leon không thấy như vậy, nhưng mà sau một khoảng thời gian thấy sai, cái đó phải correct, thấy nhưng mà vẫn thấy, nhưng mà thấy sai, người ta thấy mình đúng. Thì đó, nói chung là như vậy, cho nên ai cũng thấy mình đúng đúng không? Cuối cùng á thì tranh cãi, nhưng mà Isaac nghĩ, suy nghĩ lại thì có những lúc Isaac ngồi suy nghĩ lại, Isaac nghĩ là phim của người ta, nhân vật người ta tạo nên và người ta viết ra cái nhân vật này, thì cho dù mình cảm nhận thế nào thì nó cũng sẽ là sai trong mắt người ta. Cho nên cuối cùng là mình phải làm sao mình pull out cái nhân vật ra, làm sao nó giống như cái gì mà đạo diễn tưởng tượng, thì đó là một ưu tiên. Cho nên Isaac nghĩ là từ đó về sau thì Isaac suy nghĩ là mình phải bỏ cái tôi mình ra một bên để làm sao mà mình thể hiện cái nhân vật mà đạo diễn thấy được cái điều đó. Bắt đầu từ lúc nào, tại vì Leon không muốn cảm nhận được cái sự mà nhận thức đó. Bây giờ quay xong rồi mày xấu tính dễ sợ luôn á, đạo diễn xấu tính dễ sợ. Đó, nếu bây giờ quay xong rồi mà có nghĩa là cái thời lượng phim á quay á
là nó ngắn nhưng mà cái thời gian quay nó kéo rất là dài. Đấy là lý do mà dội kinh phí đó. Đây đây đó kinh phí budget là lịch của mọi người nhưng mà đây cũng là một không? Bài 8 showbiz nè. Lẽ là đây cũng là một trong những cái lý do là có nghĩa là sao hai người này không đồng quan điểm với nhau, phải lôi ra chỗ kia ngồi cãi lộn để mà đưa ra ý kiến cuối cùng ở đây phát cho mọi người. Ôi em sai rồi, cãi ngay phim trường luôn, không có lo cái chỗ nào cãi đó, sợ gì em. Xong rồi nó mới được quay tiếp. Đó cũng là chiếm thời gian của người ta đó. Đội kể tiếp đi. Còn Phát thì sao? Mọi lúc mà Isaac với lại anh Leon cãi nhau thì Phát có đưa ra ý kiến giảng hòa hay là giảng hòa? Làm sao mà giảng, làm sao mà giảng nổi? Sợ xanh mặt nó giống làm gì đâu. Nghĩa làm sao mà giảng nổi hai cái con người này. Nghĩa là nếu mà Isaac thì cũng có cái tôi rất lớn thì Phát thì hình như là lép vế hơn, là không có hay cãi lại rất là ngoan đúng không? Không, hay là như thế nào? Nói hồi mọi người tưởng thiệt là Isaac Dylan chắc cãi lớn lắm. Thực ra nó chỉ là cái tranh cãi bàn luận. Ok em nghĩ thế này nó như thế này nó sẽ hợp lý hơn. Kiểu vậy thì Leon nó không phải Leon như thế này hợp lý hơn. Thì tầm khoảng vài phút sau là bắt đầu đã settle down để làm sao cảnh mới rồi. Chứ không phải là cãi rồi mà cái tiếng hồ như ông này đâu. Nó tưởng nó thiệt. Nó không có kinh khủng như mọi người tưởng tượng đâu. Thực ra đính chính lại nó là như thế này. Nói đùa như vậy thôi. Thực sự thì tại vì thực sự là Phát là một người mới. Thì cái kỹ năng và kinh nghiệm của Phát chưa có nhiều. Cho nên thường là những cái mà Leon đưa qua thì Phát chỉ tiếp nhận và học theo. Thỉnh thoảng thì Phát cũng muốn làm theo ý mình nhưng mà cũng phải thông qua Leon. Ví dụ vậy. Còn đó tức đó là gần cuối phim là cũng nhiễm ông này rồi. Là cũng nhưng mà em không phải có nghĩa là đó thì ok. Nói hỏi tôi là tội đồ vậy đó. Thì chắc là đối với Phát, một người lần đầu tiên đóng phim điện ảnh thì chắc là cái mà Phát cảm giác là mình nhận được, có được nhiều hơn lúc trước khi sau đóng phim này gì, chính là dám cãi lại người khác. Đúng không? Hay là gì? Ai mong muốn cái chuyện đó đâu trời. Thì mong muốn gì, mong muốn cái chuyện đó. Là mình có chính kiến hơn, mình không có để cho người ta sắp đặt. Chắc chắn là khi mình trải nghiệm qua một cái chuyện gì đó thì mình sẽ có những cái kinh nghiệm cho mình. Thì thí dụ như mình thông qua có những cái idea hơn thì mình thôi cũng sẽ có những cái ý kiến đâu của mình. Ông giả bộ thôi, vừa lù dắt cái lù chạy đó. Vậy thì Phát đã chuẩn bị cho cái vai diễn của mình như thế nào? Nếu như Isaac thì là phải tập hát cải lương thì Phát thì làm gì? Tập cho người mình đẹp để khoe lên phim á. Là phim coi bọc lù chưa thú quá. Thì vai của Phát thì dễ hơn là vai của Linh Phụng, tại vì không yêu cầu phải biết hát cải lương. Tại nếu mà yêu cầu biết hát cải lương là Phát đã không có mặt ở đây rồi. Với lại cái vai này thì chỉ là một gã giang hồ, cho nên là làm sao cho mình xù xì xấu xí là được. Đó, cái chuyện mà làm đẹp lên thì nó khó, nhưng mà chuyện làm xấu đi thì nó chắc là không khó. Chỉ việc đi ra ngoài đường phơi nắng là tự động nó đen ngâm lại thôi. Tóc râu ria cứ để đó, không thèm cạo, đỡ tốn tiền. Đó, cứ về cái mặt ngoại hình là như vậy. Tuy nhiên thì là một người mới á, cho nên là Leon khi mà giao vai này cho Phát thì không biết Leon suy nghĩ nào, nhưng Phát nghĩ là chắc anh cũng lo lắng, cho nên là luôn luôn cho Phát những cái bài tập để mà Phát tự ở nhà tự tập luyện để làm thế nào để mình có thể thể hiện tốt nhất, gần nhất với lại nhân vật đó. Thì Phát còn nhớ là trước khi bấm máy một tháng thì Leon có đưa ra những cái yêu cầu theo như Phát thời điểm đó khá là khắt khe, là Phát đã không làm theo. Đó là không được gặp gỡ bạn bè nhiều, hạn chế không được gặp gỡ bạn bè nhiều và không được online Facebook luôn. Lâu lâu lén chắc chắn Phát đã không làm theo. Lâu lâu lén lên Facebook ổng thấy. Đã lén lên Facebook mà còn post status nữa. Không, lén lên Facebook xong rồi bấm like thì ông này. Đó, rồi bắt là gì? Có nghĩa là thường ngày Phát cũng hay gắn bó với mẹ mình. Cũng bắt là ít gắn bó hơn, rồi ít tiếp xúc hơn. Cái chuyện đó thì mình cũng không hiểu tại sao lại có được những cái này, đúng không? Nhưng mà khi mà sau này quay rồi thì mình mới cảm thấy là đó là những cái giúp cho Phát có thể một phần nào đó chuẩn bị cái tâm lý cho mình, để mình vô gia cho nó ngọt hơn. Nếu vậy thì có một cái thử thách của chương trình dành cho Isaac với Liên Bình Phát ở đây ngay bây giờ. Đó là giám khảo hả? Anh Leon sẽ chấm điểm. Học đàn thì chia sẻ nhiều quá, nó bị chửi nhiều quá. Bây giờ là hai anh sẽ kiểu như tưởng tượng là mình đang diễn, Phát sẽ nói những cái câu mà bằng cái giọng giang hồ trong phim á, nói lại những câu trong phim cũng được. Còn Isaac thì cứ nghe một câu đáp lại bằng một câu hát cải lương. Trời ơi, cái gì? Nghĩ sao vậy? Thì đó là coi như là thử thách double cho cả hai luôn. Thật ra là Isaac không phải là diễn viên cải lương chuyên nghiệp, mà phim này nó quay hơn 9 tháng rồi, bây giờ không dở cái gì hết. Thử thách chỗ này chết tôi rồi. Thì, anh nhớ gì hát đại cũng được, tại giờ mình rap lại gì thì khán giả sao không có nhìn ra là mình kiểu vậy đó.
Dạ, anh là có nghĩa là Phát nói theo cái style của Phát, Isaac đáp lại theo style. Phát thì nói kiểu giang hồ, Isaac thì đáp lại bằng giọng cổ cái lương gì đó. Anh Leon chấm điểm coi là Phát là nó nhẹ hơn Isaac nhiều. Cao quá. Isaac cao quá. Anh Leon sẽ chấm điểm thôi, sau bao nhiêu tháng bấm máy rồi thì tài năng diễn hay là hát có bị thui chột không? Ok, có một cái câu thoại này cũng làm cái lúc mà chưa lên phim thì mọi người cũng excel. Cái gì? Ok. Cài. Cái gì? Ca đi mà cái cài. Ok. Nói. Xịt. Ca nghe thử. Ôi, trả lời sao? Hát lại. Ta hát hả? Hát gì trời? Ý là anh hát đại một câu giọng cổ rồi đó, nhưng không muốn ca nhưng mà kiểu giọng cổ. Thật sự là không biết trả lời sao luôn á, thiệt tình luôn á. Thì anh hát luôn cái bài, cái tiếp tục trong đoạn đó luôn. Không, thật ra Isaac thật không thể nào mà ứng biến được cái vấn đề này, tại Isaac không có cái máu ta đưa cho người. Thôi bây giờ cái này một cái thử thách hơi khó. Thì Isaac nghĩ là bây giờ Phát làm sao ra giang hồ, bây giờ Isaac diễn hát là một cái đoạn trong cải lương thì ok. Chứ giờ Isaac không thể nào ứng biến được, đợi Isaac không phải chuyên nghiệp. Nếu vậy thì anh Isaac hát cải lương đi. Tại ra thì giống như cũng hợp rồi, Phát kêu ca đi thì cứ ca bài ấy thôi. Ok. Lại, rồi bây giờ làm cái này là coi như thử thách mới là cả hai đều được làm đúng à. Isaac ngồi hát cải lương, hát xong rồi Phát la Isaac hay gì đó bằng giọng giang hồ là đủ luôn đúng không? Không, bây giờ là diễn lại cái phân đoạn mà lãng mạn trong phim là phân đoạn anh này đàn, anh này hát. Đó, đúng không? Rồi. Thì nó ok nhất rồi, ok. Ok. Rồi Phát đàn đi. Vậy. Phát có phải không? Ủa, cái yêu cầu này còn khó hơn thử thách thử thách quay. Không, bây giờ này anh nghĩ là đơn giản nhất là bây giờ Phát chỉ cần nói thoại. Một câu thoại, Isaac sẽ hát một câu. Okay. Vậy là ok. Đó thì từ đầu là em đưa ra thử thách như không, vậy đó. Không, hát một câu ứng biến với câu thoại của Phát được, em hiểu không? Cái kiểu em là nói là anh ứng biến trên câu đó nhưng mà anh không có làm được. I can't do it. Ok, rồi okay. Chơi nha. Mồi lại cho nè, giống như bình thường quay hoặc mồi hỗ trợ nè, support okay. Nè. Okay. Sao nó có một câu vậy? Anh còn phải anh có thoại một câu của anh nữa chứ. Anh thử câu của anh gì đó. Okay. Cái gì? Nói gì đó. Ok, nhớ rồi. Mũ đàn nghe căng ghê lắm. Phải. Sao phải? Nói. Tự nhiên bắt ca. Kiểu ngượng ngùng đó. Ca nghe thử. Ca luôn đúng không? Rồi. Mọi người cả lương rất là sợ luôn, sợ bị đánh giá lắm luôn. 9 tháng rồi. Giữa đêm khuya tiếng đàn sao ai quán dặn cung sầu cống sự hồ sang. À, anh Leon thấy sao ạ? Hay hơn lúc quay phim. Vậy luôn hả? Ừ. Thì không biết là vậy lúc mà quay những cái đoạn hát cải lương trong phim á thì mình phải mất bao nhiêu take mới được ha. Cái kỷ lục nhiều nhất là bao nhiêu? Cái kỷ lục này nhiều nhất đó là không phải là vì lỗi của Isaac mà vì lỗi của ông này. Quay hai người đàn và hát, cho ông đi học đàn. Đưa ông 500 ngàn. 500 ngàn nhiều quá. Mỗi lớp là 100 ngàn. Em nói em cứ đi học trước 5 lớp đi, xong rồi về anh đưa tiền thêm đi học tiếp, đi học đàn kìm. Ông đi học 4 lớp, ông về ông thối mình 100 ngàn. Ông nói em làm được rồi anh. Ông lên set. Nhạc, action, ổng đàn như người mù á. Tại nó nhớ mà, phải nhớ không? Không có, tập trung nó nhớ sợ. Nó không diễn được luôn. Ổng không có tập. Cây quay đó nguyên một đêm. Nguyên một đêm chỉ vì ổng thôi. Và sau này, mà mới khoảng một tháng trước, phải quay lại thêm một lần nữa để có đủ hình. Tại vì ổng học có 400 ngàn, ổng nghĩ ổng học được rồi. Đó cũng là một cái điều mà Phát rất là hối tiếc khi mà quay xong. Và lúc đó kiểu như cái bệnh chủ quan á, thấy là lên phim cũng có mấy giây. Quan cái gì là biến thì có. Đó. Bắt đầu thấy là ô chắc
tại vì ngày nào lên thì cũng giống vậy, thì thầy cũng ngồi đàn, mình cũng ngồi đàn theo, mình thấy là mình đàn giống thường ngày không được rồi. Với ông thầy đàn đó mà ổng vậy nè, ổng cứ có nhìn có chỗ, không biết là tại vì thầy lớn tuổi hay sao mà chuyên nghiệp rồi chứ thầy cứ như nhắm mắt thầy cũng đàn được, hiểu không? Đó, cho nên là thấy ok chắc được đủ rồi, đem về tiết kiệm tiền cho ổng có lần 100 ngàn hay về lại làm mất rất là nhiều thời gian của mọi người đêm hôm đó, nguyên một đêm chỉ để quay cảnh hai người này đàn hát thôi. Nếu vậy thì cái mà cảnh nào mà anh cảm thấy là cả hai diễn nhanh nhất, dễ nhất, hay là hai anh cảm thấy là cái đoạn nào trong phim là một cái kỷ niệm vui nhất khi đóng Sông Lan? Vui nhất hả? Thật ra phim này nếu mà nói kỷ niệm thì nhiều lắm, tại vì nó có cái cảm giác mà kiểu như mình lần đầu tiên mình đóng với Nam á, mà đóng những cái tình cảm á, cho nên thật sự là Isaac với Phát là nhìn mặt nhau là xì rồi. Cười là tức, cái cảnh mà phải thể hiện tình cảm khó diễn lắm. Hai thằng nhìn nhau là cười là xì cả buổi luôn, mà Leon chửi hoài lắm nhưng không có tập trung được á, tại vì mắc cười quá không thể nào kìm lại được, khó diễn lắm. Nhưng mà Isaac nghĩ cho nên là những cái cảnh đối với Isaac mà dễ diễn nhất đó chính là cảnh cãi lộn với ông này. Mấy cái cảnh mà gặp nhau lần đầu tiên á, khi mà hai nhân vật bắt đầu gặp nhau cãi nhau rồi xong chửi nhau á thì rất là dễ. Bản năng cãi lộn á, bản năng nó dễ, nó không phải diễn. Lúc đó không thể hiện tình cảm nó thì rất là dễ, nhưng mà tới lúc mà vô diễn một cảnh tình cảm thực sự đó hai rất là cực hình. Còn Phát thì sao? Ông này cười trước không đạt. Phát cũng vậy, Phát cảm thấy khá là ngượng luôn á khi mà diễn những cái phân mà phân nó phân hơi lạ, những cái phần đoạn hay là cái phân yes, phần đoạn nó rất là rất là ngại ngùng khi mà diễn những cái phân đoạn mà kiểu như lãng mạn, cảm giác nó mình nào giờ mình đã mới rồi, thì mình đôi khi mình diễn với nữ đôi khi còn bị ngại nữa, đằng này bập vô cái diễn với nam cảm giác nó hơi bị lạ, hơi bị ngượng cho đó. Còn những cái đoạn mà Phát cảm thấy là thích không nhìn mặt nó làm sao mà thích được nhân vật trong à, phim có thích thì không, không có thích không, không hiểu. Có kích thích không à, có thích không có thích không à, có thích không có thích không không hả, thì là nhân vật thì là thích thì mình tại vì thích mình mới làm ra được chứ đúng không. Ok, còn những cái đoạn mà Phát cảm thấy là dễ nuốt đó là những cái đoạn không thoại á. Chỉ nhìn tại vì phim này thì Phát cũng ít thoại lắm, Linh Phụng thì lại là thoại nhiều hơn nhưng mà Phát thì lại là ít thoại. Thì không thoại khó hơn chứ. Vậy hả? Ừ, phải không? Không thoại nói chung cảnh nào mà không nhìn Isaac thì nó dễ diễn lắm. Còn anh Leon thì sao? Anh thấy là cái đoạn nào mà mình quay nhanh nhất, thoải mái nhất, không có bị quay lại nhiều? Cảnh nào mà quay đằng sau lưng á. Là cái đó cảnh đó là quay dễ nhất. Cảnh hai đứa mà đứng bên cửa sổ mình quay từ sau lưng đẩy tới đó bụp 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 cái là xong. Cảnh nào mà thấy mặt đó là 27 take trở lên. Em thấy còn có một cái ý kiến ấy, mấy bạn trên mạng nói là Isaac với Liên Bình Phát mặt rất là giống nhau, thì không biết là hai người khi nghe cái đó thì cảm thấy như thế nào, có thấy mình giống nhau không, có nhìn nhau sao mà thấy giống thiệt. Thật ra đó vậy, Isaac chưa giờ để ý là Phát với Isaac có giống nhau hay không nhỉ, nhưng mà thông thật là không phải là đầu tiên Isaac nghe mà nhiều người nói lắm rồi, và nó mặt có cái tướng thê. Giống nhau. Phụ thê nghe tướng phụ thê thì mới giống nhau. Ừ thì đó, nói chung là giống nhau kiểu thế. Nếu mà nói gọi là tướng phu thê giống thì là Isaac là vợ của thiên hạ hả? Tại vì ổng mặt rất là giống nhiều người. Em đi. Rất là nhiều người, tại vì nam mà ví dụ cái khuôn mặt mà hơi xương xương xuống xuống vậy nè thì nó chỉ có một khuôn một à. Leon mặt cũng xương nè. Isaac không có biết, nên là bây giờ Isaac thì Isaac thấy Phát là cảm thấy không giống rồi đó. Phát cũng không giống mày, thấy Isaac giống nói mà không biết sao mà nhiều người nói là giống nhau kiểu vậy. Nhưng mà chắc là nhờ như vậy mà nó sẽ có một cái sự gọi là tương đồng về gương mặt, thì khi mà khán giả xem họ cũng sẽ có một cái sự liên tưởng về cảm xúc nó tốt hơn, không chừng ai giống như là duyên chứ không phải cố tình chọn vậy đâu. Có, em cũng thấy có một số ý kiến nói là xem này giống như là Isaac đang diễn hai vai. thì giống nhau á. Thì hôm lúc bữa đó có cái comment kia đó đưa cho anh coi nhá. Cái gì thì đó là Liên Bình Phát nghe vậy có cảm thấy là có, anh cảm thấy thế nào, giống như nhiều người nói là nhiều khi phim này người ta đi xem là vì xem Isaac. Hôm bữa đó khi mà Phát mấy bữa mà mới tung mấy một cái teaser hoặc hai teaser thôi đó, thì Phát có đọc được mấy comment đó, thì hai người này không có thời gian đọc đâu, thì Phát đọc cái đầu Phát có gửi cho Leon, có gửi cho Isaac, thì không biết hai người này có đọc hay không. Mắc cười lắm, có những cái comment là à phim này có nhiều người giống như kiểu là đoán nội dung trước á, phim này là Isaac của tương lai quay về gặp Isaac của quá khứ, rồi hai người gặp nhau hiện tại, rồi sau đó tùm lum mới diễn giải, rồi có những cái comment là à phim này là Isaac đóng hai vai thôi, ví dụ vậy. Thì khi mà đọc được những comment đó thì Phát cảm thấy là mình
mình không có ý kiến nhiều, tại vì thứ nhất nếu như Phát là một người với một cái tâm lý mình thần tượng cái người đó, thì đôi khi những sản phẩm của họ mình sẽ đôi khi không cần để ý tới cái câu chuyện, ví dụ mình cũng có thể đến rạp vì người đó, thì họ cũng đang ở tâm thế đó, thì họ đang thần tượng Isaac, thì họ đến rạp với cái tâm thế là đến vì thần tượng, đó là cái chuyện bình thường của mọi người. Miễn đến rạp là được. Miễn đến rạp là được. Với lại Phát còn phải rất là vui một cái nữa là gì, có nghĩa là nhờ họ đến rạp vì Isaac thì Phát mới được thể hiện mình, xuất hiện cho họ thấy. Có nghĩa là tại sao mình lại trách họ, vì nhờ thần tượng của họ mà mình lại được được mọi người biết tới mình luôn. Mình sẽ... đó đó kiểu vậy. Nhưng mà cái từ anh dùng nó bị chợ quá, không có sang, không biết kém nào sang, kém ờ. Sang. Cái đó ta gọi là từ cộng hưởng à. Quý vị à, không có từ ăn theo. Yeah. Trước cái ngày mà phim ra mắt á, có một cái đoạn clip hậu trường được tung ra là cảnh Isaac với Lee Bịch Phát sắp hôn nhau, nhưng mà chưa hôn thì đã bị cắt rồi. Rồi lại thêm có thông tin anh Leon từng trả lời là phim này có một số cảnh bị cắt trước khi ra rạp, thì không biết là có phải là cái đoạn những cái cảnh bị cắt đó là những cái cảnh ví dụ như cảnh hôn nhau đó không, những cái cảnh nóng không? Cái này thì có trời mới biết thôi. Anh trả lời vậy thôi đó hả? Cái này thì có trời mới biết thôi. Vậy thì còn Isaac với Vinh Phát, cái hai cái đoạn mà hậu trường mà bị cắt đột ngột đấy, không biết là khúc sau hai người có hôn nhau không? À, thật ra là lúc mà Phát với Isaac quay cảnh này á thì lâu quá quên rồi, phải không? Mất trí nhớ không thể nào mất mình nó nhanh vậy đâu. Thật ra thì Isaac với Phát quay rất là nhiều, phim này quay rất là nhiều, khi mà người biết là phim quay lúc nào cũng quay dương hết á, chứ ít khi mà quay đủ. Để làm sao mình về mình dựng nó có đủ cái tư liệu để mình có thể làm cho cảm xúc cái mạch của nó dễ chịu hơn. Nhưng mà còn tùy cái một số lý do mà phim có được giữ được nguyên bản hay không. Thì Isaac với Phát thì thực ra là quay tới lúc đó thôi, là sau đấy cái cảm xúc của nó không có tiếp diễn cái cảnh đó nữa. Bởi vì theo Leon nói, cái nguyên tắc của Leon cho bộ phim này là Leon muốn mọi người thấy cái bộ phim này ở khía cạnh nó là một cái tình cảm rất là đẹp mà nó trong sáng nhất. Cho nên là Leon hạn chế những cái có những cái chiêu trò để làm sao mà đưa vào phim để chỉ để thỏa mãn cái tò mò khán giả, nên là muốn giữ được cái tình cảm cũng như là cái mạch phim nó thật sự nó mang cái tính nghệ thuật cao. Và để cái điều đó thì nhất thiết không phải là hai nhân vật cứ phải nhào vô nhau thì nó mới ra được tình cảm, mà đôi khi chỉ những cái ánh mắt, những cái cảm nhận và người này nhìn người kia, khi người kia không để ý thì những cái ánh mắt, những cái tích tắc đó cũng đủ được thể hiện được cái tình yêu của hai người cho nhau rồi. Không nhất thiết phải là nó phải gọi là sôi thịt thì mới thể hiện được điều đó. Thì đó là quan điểm của Leon, và Isaac rất đồng tình với điều này. Cho nên là có những chuyện xảy ra nó có nguyên nhân của nó. Và khi mà Song Đan ra mắt mọi người thì đó là một cái sản phẩm mà cả ekip cũng như Leon đã cố gắng làm sao mà nó truyền đạt hết cái tình cảm của cả bộ phim vào những cái phân cảnh đó. Nếu vậy thì em thấy có khá là nhiều bạn comment muốn là tiếc quá không được xem tiếp cái phần mà khúc sau của cái đoạn mà suýt hôn nhau đó. Thì bây giờ ở đây ở đây không phải là phim trường nè, mình đã đóng lâu rồi, không biết là hai anh có thể diễn tiếp thêm một chút đợi nó được không? Đây nè, đây thật ra mọi người phải hiểu rằng là Isaac cũng làm rất là rõ vấn đề luôn, là trong phim Linh Phụng và Dũng yêu nhau, còn Phát và Isaac ngoài đời là không yêu nhau, cho nên đó là khi mà xong phim rồi thì mọi thứ đã xong. Thì nó rất là khó để mọi thể làm lại những cảnh như vậy. Tại vì thực ra mọi người phải thông cảm là hai diễn viên lúc mà diễn với nhau là phải tập trung rất là cao độ, và đôi khi phải quên bản thân mình để làm sao mà cái nhân vật thể hiện được cái tình cảm rõ ràng nhất. Cho nên là thật sự là rất là ngượng. Thật sự ngay cả mắt nhìn nhau lâu thôi là bắt đầu hai đứa đã ngượng rồi. Cho nên bây giờ việc mà làm nhiều hơn nữa thực sự đối với Phát vai rất là khó. Thực sự mới nói là như vậy. Cho nên là sorry, khó làm trẻ ở đây lắm. Yeah. Ủa, vậy là nếu bây giờ ôm nhau được không? Ôm nhau thì bình thường. Nhưng mà không, vậy thì không ôm nhau mà có cái chất của phim chút. Là phải ngượng ngùng chút xong rồi từ từ. Thật ra mọi người coi phim, mọi người cũng biết là trong phim đâu cảnh hai đứa ôm nhau đâu. Tay đụng tay còn không có. Thì đó, bây giờ cho nên là khán giả nhiều khi rất là tiếc á thì... Ủa sao khán giả không mở phim coi đi? Nếu mà cái điều đó là điều khán giả cần thiết như vậy thì tại sao mà lại xem bộ phim nghệ thuật mà cứ đòi những cái điều mà có thể khán giả rất lên mạng xem rất là dễ. Ủa nhưng mà cái đó là quá rồi, cái này chỉ là một cái mức mà phim tình cảm bình thường người ta vẫn có mà ôm nhau hôn nhau. Cái này thì đạo diễn phải nhúng tay vô, đó là đạo diễn không cho phép diễn viên của mình làm hư cái hình tượng của phim.
Thật ra những cái đòi hỏi đó làm mình khó chịu thì nó hơi quá đáng, tại vì một người khán giả có quyền đòi hỏi cái ý muốn của họ, nhưng mà mình khó chịu theo cái kiểu theo cái hướng là muốn bảo vệ đứa con tinh thần của mình. Họ không hiểu, họ hiểu sai đứa con của mình. Tại vì nếu mà họ đã xem hết một bộ phim mà họ vẫn còn đòi hỏi cái đó, mình khó chịu là mình đã không có làm cho mình thất bại trong việc làm cho khán giả hiểu cái tình yêu này là tình yêu thể loại gì, như thế nào, để mà họ vẫn còn cảm giác đói, họ muốn thêm, phải không? Thì đó là lỗi của mình không đủ tài năng để mà truyền đạt được cái ý về cái thể loại tình yêu của mình. Thực ra thì Isaac cũng hiểu là do có rất là nhiều những, tại vì thực ra trên newsfeed nó cũng nó hiện lên những cái clip mà trong gọi là cái group, gọi là không phải cái group mà là những người bạn của Isaac, cũng có nhiều bạn rất thích xem Nam Mỹ, cho nên họ khi họ like nó cũng hiện lên trên newsfeed của Isaac cũng hiểu rằng là cái gu của các bạn xem Nam Mỹ bây giờ là thường là thích là có những hành động âu yếm như hai người con trai với nhau, nhưng mà Isaac nghĩ rằng là cái Sông Lan sẽ không phải là một bộ phim như vậy, mà Sông Lan từ ngay những cái lúc mà Isaac đọc kịch bản, Isaac đã cảm nhận đây là một cái tứ về tình cảm đó, nó rất là tế nhị, và đó là lý do vì sao mà Isaac với Phát không có nuôi cái tình cảm nó mạnh tới nỗi là hai nhân vật sẵn sàng mà nhào của nhau, mà nó chỉ dừng ở cái mức đó thôi. Cho nên thật sự nếu mà Isaac và Phát có nuôi cái cảm xúc đó và thực sự là có thể hiện những phân cảnh đó trong phim, thì chắc chắn Isaac với Phát không có ngại thể hiện đây mọi người, tại vì đã thể hiện lên phim là sợ gì nữa. Nhưng mà thực sự là khi mọi người coi phim mình cũng hiểu rằng là tình cảm nó chỉ dừng ở cái mức đó, và nó để dành cho một cái gì đó nó sâu xa hơn. Và khi hai người đến với nhau, nhưng mà rõ ràng là đến cuối phim mình cũng hiểu là cái tình cảm này nó gây ra cái sự tiếc nuối khán giả, thì đó mới là cái điều mà ekip muốn, có nghĩa là mọi người gọi là không ăn no quá, ăn vừa thôi, thì mọi người sẽ cảm thấy cái sự tiếc nuối trong tình cảm của hai nhân vật. Thì cũng là một cái vấn đề nữa xoay quanh cái chuyện này, là khi mà cái clip này đăng trên Facebook á, thì ở dưới rất là nhiều khán giả comment bằng hình của Sơn Tùng, nói là khi mà thấy Isaac với lại Liên Bỉnh Phát tình tứ gì sẽ về nhà mét Sơn Tùng. Thì cái chuyện mà Isaac với Sơn Tùng được ship với nhau, ghép đôi với nhau từ rất lâu, chắc là Isaac cũng biết. Thì không biết là bản thân anh cảm thấy như thế nào về chuyện này. Xin lỗi Sơn Tùng đi, đây là dịp nè. Có thể mà Isaac đơ luôn. Không hiểu tại sao đi mét Tùng. Rất nhiều, đó, thật anh lên xem là anh thấy luôn. Bây giờ không, Isaac không biết trả lời cái này sao. Thực sự Isaac biết là trên mạng Facebook, tại vì bản thân ekip của Isaac cũng có rất là nhiều hữu nữ. Rất là nhiều hữu nữ, ekip của Isaac nhiều hữu nữ, và họ cảm thấy rất là thích thú cái chuyện là khi Isaac được ghép đôi với một người nam nào đó. Và thực sự là Isaac cũng có biết là trên mạng có một cái hội ghép Isaac với Sơn Tùng, gọi là hội ship gì Tùng sái cái gì đó cái kiểu đó. Và thực sự là bên ekip Isaac mới gửi vài tấm hình cho Isaac xem, là Isaac thấy cũng khá là thú vị, đáng yêu, dễ thương. Và Isaac nghĩ là Isaac trân trọng cái tình cảm của người của mọi người dành cho Isaac với Tùng, bởi vì Isaac hiểu là đó là cái món ăn tinh thần của mọi người. Và thực sự là khi mà Isaac thấy được cái comment của mọi người với những tấm hình đó, mình cảm thấy rất là vui, rất là thú vị, thì Isaac cũng cảm giác vui, bởi vì Isaac đem đến niềm vui cho mọi người. Nhưng mà mọi người nói khó chịu là Isaac với Tùng là thật, có nghĩa là Isaac lỡ đi đóng phim với một người khác, ngoài tình xin lỗi Tùng. Sao không trả lời sao? Anh bị bất ngây thơ đi lắm. Trước giờ nhìn mấy cái thưởng thật chứ. Dạ có giờ anh cảm thấy khó chịu không? Anh không thấy khó chịu, anh thấy rất bình thường, và anh nghĩ rằng là cái đó là cái chuyện fan ghét với nhau mà, cho nên mình cũng đâu có thể mà can thiệp với chuyện đó, giống như bây giờ mình cũng không thể nào can thiệp vào chuyện anti fan hoặc anti mình, thì đây cũng là như vậy. Nhưng mà hơn hết thì Isaac thấy nó xuất phát từ cái tình cảm của một người dành cho Isaac với Tùng, và mọi người vui vì điều đó thì Isaac cảm thấy hoàn toàn bình thường thôi. Ủa nhưng mà không có lửa làm sao có khói? I don't know. Thì bây giờ mọi người hỏi lý do tại sao lại vậy. Em thấy là do lúc mà Sơn Tùng ra cái MV Lạc Trôi thì cái hình tượng cổ trang, họ ghép cái hình tượng cổ trang đó với hình tượng của Isaac ở trong Tám Cám Chuyện Chưa Kể. Họ còn có cả một cái bộ truyện tranh về hai người luôn. Cho nên là kiểu như là được ghép đôi rất là mạnh, giống như là trong tâm trí của hữu nữ là cái cặp đôi này rất là có tồn tại thật vậy đó.
Đó. Cho nên là không biết là có bao giờ mà Isaac gặp Sơn Tùng ở ngoài đời xong cả hai cảm thấy ngượng hay là như thế nào? Đúng, Isaac có gặp Tùng kỳ rồi thì Isaac, mọi người cũng biết Isaac có gặp Tùng ở trong một chuyến đi một chuyến bay và có hình chung với Tùng mà anh Tuấn Hưng đấy, thực ra thì bình thường. Hai anh em nói chuyện rất bình thường mà không gì phải ngại ngùng cả, bởi vì có gì đâu ngại ngùng. Come on. Come on. Tại vì đó là do là Isaac với Sơn Tùng được ship quá mạnh, cho nên cái tấm hình mà Isaac chụp với Tùng mà có một cái cậu bé đứng chung là được các phụ nữ xe giống như là đây là con của hai người luôn. Mình đổi chủ đề được không? Mình đổi chủ đề đi. Đứa con nó có nhìn giống lên miền phá không? Hả? Quan lắm luôn rồi đó. Cho anh một hũ muối giùm em đi. Ta đi hũ muối giùm Isaac liền đi. Quá nhạt. À, nếu vậy thì mình đổi chủ đề là trong là như Isaac đã đóng phim chung với lại đóng cặp với bốn người là Lan Ngọc, Hạ Vi, Lưu Bỉnh Thi. Phát với lại Phan Ngân thì không biết bà Bảo Thi nữa. Vậy thì Isaac cảm thấy ai là hợp với mình, người nào tương tác với mình tốt khi mà đóng cặp với nhau? Thật là đến bây giờ Isaac vẫn chưa tìm người đóng hợp với mình trong cả năm người này. Rồi anh Phát nghe vậy có cảm thấy cũng muốn phản bác gì không? Không phải vấn đề là không phải do Phát hay là do các bạn ngồi lại, mà Isaac nghĩ là do cái duyên số. Bởi vì Ngọc thì thực ra Isaac không nghĩ là tính vào cái chuyện là đã diễn chung với Ngọc đâu, bởi vì cái tuyến nhân vật cám của Ngọc với Thái Tử đó, nó chỉ có một cảnh chung duy nhất với nhau thôi. Còn lại tất cả diễn viên thì Isaac mới phát hiện là đa số những bạn diễn mà mình đã từng diễn chung á đều là những bạn diễn chưa có kinh nghiệm. Và thực sự thú thật đến bây giờ là Isaac khi mà diễn chung với những bạn diễn chưa có kinh nghiệm, bản thân Isaac cũng là người chưa có kinh nghiệm nữa, cho nên thực sự là lúc mà đóng với nhau á gặp rất là nhiều khó khăn về diễn xuất, và bản thân Isaac cũng phải cố gắng và bạn diễn cũng phải cố gắng làm sao mà cho nó thiện cái nhân vật, nó mượt mà nhất tình cảm của hai người. Nhưng mà thực sự phải nói là phải cố gắng rất nhiều để có thể ra được những điều đó, chứ nó không dễ dàng giống như là hai diễn viên chuyên nghiệp họ diễn cùng với nhau. Thì thú thật là đến bây giờ Isaac vẫn rất là ao ước làm sẽ có một cái phim nào đó mà mình được diễn chung với một bạn diễn mà có kinh nghiệm hơn, và mình có được cái sự gọi là nhường nhuyễn trong diễn xuất với người bạn đó, thay vì gặp rất nhiều khó khăn ở trong giai đoạn đầu. Bởi vì thực ra là Phát và Isaac phải tập với nhau rất nhiều, và giai đoạn đầu cũng gặp khá là nhiều khó khăn khi mà diễn những cái cảnh cùng với nhau đó. Bởi vì thật sự thì Phát cũng chưa có kinh nghiệm, và bản thân Isaac á cũng không tự tin lắm về khả năng diễn xuất của mình ở giai đoạn mà đóng Sông Lan, cho nên thực sự là gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên nếu mà nói là bạn diễn mà ưng ý thì chưa tới giờ mà Isaac cảm thấy là nhường nhuyễn á, thực sự là đến giờ vẫn chưa, tại vì gặp rất là nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu. Vì Isaac có nhắm mấy người mà mình muốn diễn chung cụ thể là ai không? Hiện giờ thì không phải là một trong bốn người này. Vì nếu mà tưởng tượng sau này có một phim mà Isaac đóng với Sơn Tùng chẳng hạn, thì không biết là anh có không có thoát được cái đó thì vòng không phải là sao biết em Sơn Tùng mà những câu hỏi gì đó là anh có cảm giác là mình sẽ vì những cái chuyện mà đã từng bị mọi người ship với nhau mà sẽ khó mà hoàn thành vai diễn với nhau nếu mà phải đóng cảnh tình cảm? Nhưng mà no, cái gì ra cái đó, có nghĩa là chuyện là chuyện, nhưng mà khi vào làm việc là khi làm việc. Isaac sẽ không bao giờ để chuyện công việc nó ảnh hưởng tới những lý do mà cá nhân nó ảnh hưởng tới công việc cả. Nhưng mà thực sự Isaac cũng nói là khi mà gặp Tùng, Isaac mới nói chuyện với Tùng rất bình thường, và Isaac hiểu cái chuyện mà fan gấp đôi cho vui thôi. Cho nên thực sự là nếu như mà thực sự là khi mà có một cái dự án mà Isaac và Tùng làm việc với nhau, chắc chắn Isaac sẽ bỏ qua hết tất cả những cái điều không để tâm hết, quan trọng là phải cho ra kết quả tốt nhất giữa hai người. That's it. Ok, vì có một số câu hỏi các bạn dành cho anh Leon là không biết là nếu mà cái bộ phim đầu tay này của anh vì cái chủ đề kén số đông mà thí dụ như nó không được doanh thu cao thì anh có sợ là bản thân mình, tên tuổi mình sẽ bị ảnh hưởng khó khăn hơn trong con đường đạo diễn về sau? Thật sự khi mà Leon chọn cái dự án Sông Lan để làm cái tác phẩm đầu tay đó thì mình đã xác định đây không phải là một cái dự án làm để mà phá kỷ lục phòng vé. Và cái điều đó đã được xác định bởi nhiều người khác, chứ không phải là riêng mình, khi mà mình mang cái dự án này đi chào và không ai muốn làm. Thành ra mình không có bị áp lực về cái chuyện là mình phải tạo tên tuổi bằng cách đạp đổ kỷ lục của thí dụ như Em Chưa 18 hay gì đó. Và thật ra mình đã có một cái tâm lý là rất ít người muốn xem phim mình và rất ít người sẽ hiểu bộ phim của mình. Thành ra riêng bản thân mình thì mình không có cái áp lực đó, và mình cũng không có cái sự mong chờ về
tài chính của bộ phim. Không mong chờ nhưng mà hy vọng là vì đầu tư và vì sản xuất, vì mình có trách nhiệm với cái sự đóng góp của họ, mình cần phải lấy về được vốn cho nhà đầu tư, và mình hy vọng sẽ làm được mang về lợi nhuận cho họ. Vì sao? Để họ có sự tự tin vào những sản phẩm thể loại mà Leon đang theo đuổi, tự tin vào những sản phẩm đó sẽ có khán giả ủng hộ, để mà họ còn có thể dám đầu tư vào những cái dự án tương lai mà theo cái dòng phim này, không riêng gì của Leon mà của tất cả những đạo diễn khác. Vì hiện tại cái nền điện ảnh Việt Nam chúng ta chưa có, chúng ta chỉ có một cái thị trường phim, và thị trường này hiện giờ là một thị trường làm phim theo xu hướng. Chúng ta xu hướng làm phim ngôn tình, nhà làm phim ngôn tình chết, nhà làm phim remake chết, nhà làm phim hài chết, nhà làm phim học sinh học đường, nghĩa là cái gì thắng mọi người nhà vô làm cho đến khi bắt kịp cái đó, xong rồi chạy theo một xu hướng khác. Nó không có một sự cân bằng về những sản phẩm nghệ thuật được đưa ra, và chỉ khi nào mà chúng ta có được sự cân bằng đó, chúng ta mới có một cái nền điện ảnh thực thụ. Thì trong cái boss mà chị Ngô Hanh Vân viết á, là cái chi anh cũng biết, anh cũng nói là cái chi phí của bộ phim đã tăng lên rất là nhiều. Thì không biết anh có thể chia sẻ là hiện tại bộ phim đã hoàn thành với chi phí là bao nhiêu tiền, và cái kỳ vọng của anh là bộ phim phải đạt được bao nhiêu thì mới có thể gỡ vốn cho nhà sản xuất? Thật sự thì Leon không thể chia sẻ cái con số cụ thể bây giờ, nhưng mà để mà hòa vốn thì con số đã phải nhân lên gấp đôi, hơn gấp đôi, là vì các bạn cũng biết là rạp chiếu thì luôn luôn lấy ít nhất là 50%, và sau đó mỗi tuần sau đó thì cái phần trăm của rạp sẽ tăng lên 60, 70, 80 gì đấy theo cái thời lượng của bộ phim nằm trong rạp. Thành ra nhưng mà còn cái con số cụ thể thì Leon không vì cái nhạy cảm của sản xuất, Leon không thể đưa ra được. Thì những người theo dõi phim sẽ biết là cái khi mà bộ phim chưa công chiếu thì người ta nghe cái câu chuyện về một anh kép hát, thì người ta có cảm giác là liên tưởng đến phim Bá Vương Biệt Cơ của Trần Khải Ca. Và khi mà phim được công chiếu rồi, nhìn vào cái màu phim đó và cái đoạn kết rất là dây dứt của hai anh chàng này, thì lại có cảm giác đó là phim Xuân Quang Xạ Tiết của Vương Gia Vệ. Thì không biết là hai bộ phim này có ảnh hưởng đến Leon trong cách tạo ra Sông Lan không? Nếu mà nói về phong cách làm phim và những đạo diễn mà Leon vô cùng ái mộ, thì Vương Gia Vệ nằm ở trên top của cái list đó. Và khi mà mình yêu mến ai rồi đó thì chắc chắn là mình sẽ bị ảnh hưởng, khi mà mình quá yêu mến như là Leon yêu mến cái phong cách của Vương Gia Vệ. Nhưng mà ảnh hưởng nó khác với bắt chước. Ảnh hưởng là mình một cách vô thức mình đã bị lậm trong người những cái lối kể chuyện, những cái hình ảnh, những cái màu sắc, những cái style mà mình yêu quá, mình không thoát ra được. Còn bắt chước là mình cố tình mình làm theo. Thì Leon không phủ nhận là mình rất là bị ảnh hưởng bởi Vương Gia Vệ, và chỉ có thời gian thì mới có thể nói được là mình có thoát ra được cái bóng của cái sự ảnh hưởng của Vương Gia Vệ hay không thôi. Còn việc mà so sánh với Bá Vương Biệt Cơ và Xuân Quang Giả Tiết Happy Together, thì khi ban đầu khi mà mới đưa ra cái teaser thì mình có thể hiểu được tại sao mọi người ra so sánh, là vì cái tông màu và cái hình ảnh hai anh chàng kép hát. Nhưng mà khi mà đã ra tới teaser thứ nhì và trailer, và bây giờ phim đã trình chiếu rồi, mà nếu mà vẫn còn cái sự so sánh đó thì Leon phải nói là đó là một sự so sánh rất là ngớ ngẩn, là vì hai bộ phim không liên quan. Thứ nhất, việc đầu tiên đó là Isaac không phải là một anh chàng kép hát mà đi đóng vai đào. Đây là một kép hát đóng chỉ chuyên đóng vai kép, là một cái rõ ràng là sai rồi. Không phải sai mà là khác rồi. Và nhân vật nam thứ nhì không phải là một anh kép hát, mà là một nhân vật từ một cái mảnh đời khác hẳn, đối lập. Và câu chuyện tình tiết thì không có gì liên quan cả, và
và phải nói là vô cùng thuần Việt. Còn chuyện tình yêu là chuyện muôn thuở. Leon không phải là người đầu tiên làm phim về hai người đàn ông, mối quan hệ tình cảm của hai người đàn ông. Và Leon sẽ không phải là người cuối cùng, vì tình yêu có muôn màu muôn vẻ. Thành ra sự so sánh mình hiểu, mình không chối chuyện mình bị ảnh hưởng, nhưng mà copy thì mọi người nếu mà có thể nhìn thấy thì rõ ràng là ba phim không liên quan với nhau. Giống như anh từng chia sẻ là cái nghệ thuật dân tộc bộ cải lương ảnh hưởng rất nhiều đến anh, và cái bộ phim này chỉ là tái hiện lại cái thời kỳ hoàng kim của cải lương vào thập niên 80. Vậy thì anh có dự định là những tác phẩm tiếp theo anh sẽ tiếp tục làm cải lương, nhưng mà ví dụ như là trong thời nay, khi mà cái thời cải lương ở thời nay mới là vấn đề đáng nói, khi mà nó đang bị mai một trong giới trẻ, hầu như mọi người gần như không biết, chứ đừng nói đến chuyện là không nghe. Thì đó, anh ngoài cái sông Lan này, anh còn có cái tham vọng hay cái mong muốn gì đối với bộ môn này? Leon vẫn rất là yêu cải lương, nhưng có lẽ sau sông Lan thì trong những dự án sắp tới thì Leon không có ý định lặp lại mình, và có lẽ khán giả cũng không muốn Leon lặp lại mình. Nhất là khi mà câu hỏi của bạn nói về nếu Leon có muốn làm một cái gì về cải lương hiện tại, thì có lẽ câu trả lời này sẽ làm buồn lòng nhiều người, nhất là những người trong giới cải lương. Nhưng mà Leon đã không còn tha thiết với cải lương từ thập niên 90 trở đi. Đó chính là lý do mà tại sao mà Leon chọn thập niên 80 để phục hiện lại cái cải lương của mình. Vì từ khi cái đàn keyboard được đưa vào sân khấu cải lương một cách thô bạo để thay thế dàn nhạc, và cho tới hiện giờ năm 2018 thì nhiều lúc nó được thay thế luôn cả dàn cổ nhạc, thì đây là một điều đối với Leon không chấp nhận được. Và đây chỉ là một trong những cái ví dụ rất là nhỏ để đối với riêng Leon, cải lương đã từ từ đánh mất những cái điều đẹp nhất, đặc sắc nhất mà từng làm cho Leon say mê. Nhấn mạnh một lần nữa, cải lương không có tội, Leon vẫn yêu cải lương, nhưng mà rất nhiều người làm cải lương đáng bị đánh đòn. Đây là phải là một lời nói thật, vì yêu thì cho roi cho vọt, phải không? Còn Isaac với Lương Bỉnh Phát thì sao? Cái cải lương trong hai người nó là như thế nào? Có hiện tại mọi người có hay nghe cải lương không? Hay là có cảm giác cái ký ức nào đó đẹp về cải lương mà mình đã mang vào trong sông Lan khi mà diễn? Có. Thật sự thì nói về cải lương thì nó không có xa lạ với Phát, tại vì cũng là một người con ở miền Tây á, cho nên cũng đã có biết về cải lương. Ở nhà thì mẹ cũng có nghe cải lương. Tuy nhiên cái việc mà Phát có thể hát được cải lương thì đó là không có, tại vì Phát không có thường xuyên nghe. Không thể. Dạ, có nghĩa là chỉ hát được có một bài, một đúng là bài, tại vì ở nhà mẹ hay nghe. Hát đi, hát này. Bây giờ đó, anh Leon đề nghị là Phát hát thử cái bài đó nè. Chia sẻ chưa có xong. Thì đó có nghĩa là ok, mình cũng là một người cũng biết về cải lương, chứ không phải là không biết, nhưng mà gọi là chuyên về cái đó thì mình không có chuyên. Isaac là ca sĩ mà Phát phải học bấy nhảy luôn, Isaac hát diễn phim được. Học gì tới bấy nhảy luôn nhỉ? Dùng từ lại. Okay. Thực ra thì bản thân Isaac á, thật là Isaac không nghe cải lương thời điểm này. Tại vì Isaac không có đam mê cải lương lắm, thật sự. Bởi vì từ năm Isaac học cấp 2 tới bây giờ là Isaac bị xính ngoại rồi. Có nghĩa là bắt đầu nghe những ngoài. Chứ thú thật là không có nghe cải lương từ đó trở về sau này. Nhưng mà trước đó lúc mà Isaac còn nhỏ, lúc mà mới 4-5 tuổi á, là Isaac không biết làm gì mà rất là mê chú Vũ Linh với cô Tài Linh. Mê tới nỗi là vợ cải lương mà cứ mở TV lâu là ngồi coi. Mình ngồi coi mẹ em đang đút đồ ăn, kiểu vậy cũng coi say mê đó. Tới nỗi mà mẹ nói là mỗi lần mình không chịu ăn cơm, mình nói là con không ăn cơm á, là chú Vũ Linh, cô Tài Linh nó cũng chết bây giờ, là khóc dãy đùng đùng rồi khóc không hiểu tại sao lại như vậy. Rồi sau đấy thì lúc mà Isaac hay vào nhà của ông ngoại chơi mà về quê thì nằm ngủ trưa thì ông ngoại hay gãi đầu, rồi sau đó ông ngoại mở radio mà mở bài cải lương lên nghe. Thật sự mà nói là cái thời điểm đó là Isaac nghĩ rằng là mình có thấm một cái gì đó của cải lương.
nhưng mà do dòng đời xô đẩy thôi, mình lớn bắt đầu mình xính ngoại rồi cho nên mình không nghe nữa. Nhưng mà thật sự Isaac nghĩ rằng là do cái lớn lên với những cái dòng nhạc cải lương thì nó có một chút chút gì trong người Isaac mà giống như nó bị giấu đi đó, mãi cho tới khi bắt đầu đóng phim Sông Lan này thì giống như nó bị được khui ra. Và Isaac không hiểu tại sao là chỉ vì một cái câu hát cải lương mà Isaac nghĩ là dở như hạch của Isaac mà Leon chọn Isaac như linh phụng. Không biết ảnh có cái cớ gì, hay là có cái gọi là sao ta, có một cái công năng đặc dị nhìn thấy được cái phía bên trong, mà cái clue là gì, một cái manh mối, không có manh mối gì mà ảnh dựa vào cái câu hát dở được của Isaac mà ảnh lại chọn Isaac mà linh phụng. Tại vì thực ra là một cái sinh nhật pop mà chỉ có thời gian là gần 2 tháng để học cải lương thôi mà ảnh dám chọn đóng cái vai này, bởi vì là kép hát cải lương thì khi mà lên sân khấu bạn phải hát giống như một người kép hát và phải thể hiện được cái điều đó. Cho dù kỹ thuật phòng thu có tốt thế nào thì bản thân người nghệ sĩ, người diễn viên đóng cái vai đó thực sự cũng phải có được cái chất cải lương gì đó trong người thì mới có thể gọi là đưa cái sự diễn xuất nó ra nó chân thật nhất. Cho nên tới giờ Isaac không hiểu tại sao Leon lại chọn Isaac vào cái vai này thực sự luôn á. Ai cũng có những sai lầm. Như là sai lầm hả? Như là anh Leon là nói là mình sai lầm khi chọn Isaac hả? Hay là anh có ý kiến nào khác? Đấy, anh trả lời câu hỏi của Isaac kìa, tới giờ Isaac vẫn chưa biết. Thật sự ở sẵn đây hỏi luôn là tại sao anh lại chọn em vào vai linh phụng, tại vì em không nghĩ là em có bất cứ một cái tố chất nào để vào cái vai đó, và cuối cùng là em phải ép bản thân mình cố gắng hoàn thiện mình trong thời gian ngắn nhất để đóng cái vai này. Tại vì Sơn Tùng từ chối cái vai này, thành ra để mà tìm được một người giống Sơn Tùng thì thôi second best thì thôi ai xét. Em cho anh hủng muối đi, ông lại giờ ông lại đùa nữa kìa, rắc trong cái muối đi. Không, thật sự Phát là người biết câu trả lời đó quý vị. Thật sự Leon chọn Isaac vào linh phụng là tại vì Isaac giống với Leon lúc trẻ. Lúc nãy cần muối nè. Nhan sắc này, nhan sắc này à. Không bây giờ anh vẫn chưa trả lời. Tại sao anh lại chọn? Đúng không? Mọi người cũng biết, muốn biết rồi đúng không? Nghĩa là muốn nghe khen á. Không phải nghe khen, nhưng không thì anh trả lời Isaac đang thắc mắc kìa, tại sao kìa. Thật sự là một diễn viên ca sĩ nhạc pop. Sau đấy là làm việc mà giống như cái kinh nghiệm hát cải lương nó gần như không. Tại nghe thôi chứ đâu có hát đó giờ đâu. Đó, và ngay cả là tới từ lúc mà anh làm ca sĩ tới bây giờ là anh không còn hát cải lương, không còn nghe tới luôn á. Thì anh nghĩ tại sao Leon lại mà lại còn cãi nhau như nhèo nữa, phải không? Một cái giọng nó cãi nhau nhèo trên phim trường đó là chỉ có muốn sau 16 tiếng đồng hồ á, là chỉ muốn lột giày ra đập cái rồi đừng có cãi nữa. Nhưng mà thật nói đùa chứ cái lý do mà Leon chọn Isaac là vì Isaac đáp ứng được hai yếu tố cho vai linh phụng, đó là khi mà những cái phân đoạn điện ảnh Isaac vẫn có thể đáp ứng được cái diễn xuất và cái phần hình ảnh cho ra được cái chất điện ảnh, và khi mà cái phần cải lương thì Isaac cũng mình nhìn cũng có thể tin được đây là một anh kép cải lương. Và đây là một cái sự cân bằng rất là khó, tại vì đã trải qua một cái thời gian casting rất là lâu mà mình không tìm được, tại vì tìm được một diễn viên mà đóng điện ảnh rất là hay không khó, nhưng mà để mà khi mà chuyển qua phân đoạn cải lương thì họ không làm được, hoặc là tìm được một diễn viên mà diễn cải lương tuyệt vời cũng không khó, nhưng mà để mà họ có thể nhìn và diễn xuất được cái phần điện ảnh đúng như ý mình mong muốn thì không phải là sở trường của họ. Và Sơn Tùng thì cũng không available. Rồi, nói chung là thôi để nếu mà nói tiếp chắc là Isaac với Leon lại cãi nhau á. Cho nên là Phát hãy hát cái câu giọng cổ mà hồi nãy anh Leon nói là Phát hát hay đó. Hát mà ra bộ đàng hoàng cơ. Thật sự là Phát không nghe cải lương nhiều nhưng mà có nghe dân ca nhiều. Giải thích nhiều quá. Hát dân ca được không? Giải thích nhiều quá Linh Phường. Không phải hát cải lương. Hát bài Lên Sân Báo Chú Anh Đài. Chuyên môn livestream bài này. Tại vì đâu biết hát bài nào nữa đâu. Cải lương có biết hát có đúng bài đó. Ok. Ngày hôm nay hát cho Leon với là Isaac chạy nè. Ra bộ luôn. Hát từ khúc nào? Khúc đầu. Ok. Chim rừng liễu lọ, cánh thơ mộng hoa.
đôi lời thầm hỏi đường đi đến ngôi trường, mắt nhìn hai lối khó mong mơ chỉ quang lộ. Chỉ quang lộ là gì? Chỉ quang lộ là chỉ quang lộ. Quang lộ. Đôi lời họ gì? Xin người chỉ giúp. Xin người chỉ giúp giùm cho. Bong 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 bong. Ok. Thì thời lượng chương trình cũng không còn nhiều á, thì Leon, Isaac với Phát có một cái lời cuối cùng nào nói với khán giả, như là kêu gọi mọi người đi xem phim vì một lý do nào đó mà mọi người từng người hãy chia sẻ. Isaac nghĩ là khán giả bây giờ họ đủ thông minh và đủ chính kiến để họ biết họ cần cái gì. Cho nên bây giờ Isaac, Leon hay là Phát có nói cái gì à, phim này hay lắm rồi, phim này tình cảm lắm, bla cái kiểu đưa ra mọi lý do, thì Isaac nghĩ là mọi người cũng sẽ tin vào cái trực giác của mình. Thì Isaac nghĩ là nếu như mọi người ủng hộ phim Việt và mọi người muốn xem một cái bộ phim mà cả ekip đã đầu tư rất là nhiều vào dự án này, khi mọi người nghe tới Sông Lan, mọi người xem trailer, teaser, mọi người cảm nhận được một điều gì đó, thì mọi người hãy đến đạp xem bộ phim này. Bởi vì Isaac nghĩ rằng là nếu như mọi người đã cảm nhận được một điều gì đó từ trailer thì Isaac chắc chắn là bộ phim này sẽ không làm mọi người thất vọng. Ok, cho Leon nói cuối cùng đi để chốt hàng ha. Tiếp theo thì Phát cũng cùng mong muốn là gì, nếu như mọi người để ủng hộ điện ảnh Việt ngày càng phát triển nhiều hơn thì chúng ta hãy góp sức cùng làm một công sức nào đó. Ví dụ như Phát thì Phát sẽ đi xem nhiều phim Việt hơn thay vì là đi xem phim nước ngoài. Với lại là đây cũng là một bộ phim về một cái bộ môn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam từ trước tới giờ, thì cũng mong muốn là mọi người hãy nhìn lại và ủng hộ nó. Thì với hai lý do này cộng với lại là những cái sự chỉnh chu mà tất cả mọi người đã dành cho bộ phim, thì hy vọng là mọi người sẽ cùng ủng hộ Sông Lan. Riêng Leon á, thì Leon sẽ không kêu gọi mọi người đi xem Sông Lan vì đây là bộ phim chỉnh chu. Vì cái việc ra một sản phẩm nghệ thuật chỉnh chu đối với Leon đó là việc đương nhiên phải làm. Không có thể dùng cái điều đó để mà kêu gọi người ta đi mua vé xem. Tại vì người ta đã trả tiền để bước vô rạp, là bổn phận của mình phải cho ra một sản phẩm chỉnh chu. Sông Lan có thể không phải là một món ăn hợp khẩu vị tất cả mọi người, nhưng mà Leon có thể đảm bảo với quý vị rằng Sông Lan là một món ăn thuần Việt, dinh dưỡng. Chúng ta hiện nay có rất là nhiều cái sự chọn lựa. Chúng ta có món ăn Hàn, món ăn Tàu, món ăn Tây, Mỹ, Thái Lan. Nhưng đã là người Việt thì Leon nghĩ rằng sẽ có một lúc chúng ta vẫn muốn được ăn những món ăn Việt Nam. Và đây là một món ăn Việt Nam 100%. Isaac và Leon, Đinh Minh Phát, cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem buổi giao lưu ngày hôm nay. Và hy vọng là mọi người đã có được những thông tin cần thiết mọi người muốn biết về bộ phim Sông Lan, cũng như là những cái quá trình thực hiện và cái sự khó khăn và rất là nhiều kỷ niệm của Isaac, Leon và Đinh Minh Phát đã dành cho bộ phim này. Thì hy vọng là bộ phim sẽ không làm mọi người thất vọng. Xin chào.